nay là ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão. Thì trước tiên cũng ban tổ chức xin cảm ơn công ty điện tử AMI đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã gợi ý cho chương trình và tặng một cục men trị giá 21 triệu đồng để bán đấu giá làm xây nhà tình thương cho chú Lạc, một hoàn cảnh rất là nghèo khó tại phường khu phố 9 phường Bình Hưng. Và sau phiên đấu giá thì chương trình đã bán và gom được tổng cộng 92 triệu. Thì trong đó có một cục men của công ty điện tử AMI là 21 triệu đồng trị giá thị trường, và bộ micro của công ty DX Audio là 12 triệu. Và sau kết thúc phiên đấu giá thì vợ chồng anh Dương Minh Nhân đến từ Hòa Thắng là chị áo đen đã trả giá với cao nhất là 40 triệu đồng cho cục men để quyên góp cho cái chương trình từ thiện ngày hôm nay. Xin được mời quý vị dành cho chị vợ chồng Nhân một chào tay ạ. Và bên cạnh đó thì cũng xin được cảm ơn góp công để thành công cho cái nhà ngày hôm nay, thì có sự đóng góp của anh Thanh là lẩu cá Mai Huệ. Trời, lẩu cá ngon quá trời, tối ăn quá trời ngon luôn. Cho anh Thanh một chào tay đó chị ơi. Rồi bên cạnh là chị Kim Anh, là một trong những quán cơm niêu phải nói là nổi tiếng nhất tại thành phố Phan Thiết và đông khách nhất Phan Thiết luôn. Trời ơi, cơm thì thôi bao ngon hả. Một chào tay cho chị Kim Anh. Đó. Còn một số mạnh thường quân hôm nay cũng đóng góp mà, nhưng mà bận chưa không có đến tham dự được. Thành phần tham dự ngày hôm nay thì nói chung trong thời gian chờ đợi các cấp lãnh đạo tới thì thôi giới thiệu luôn. Ở đây có sự góp mặt của đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nhàn. Xin được mời chị Nguyễn Thanh Nhàn, đại diện cho Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Thuận, có đôi lời dành cho chương trình ngày hôm nay. Ở đây hả? Ở đây là chị là thôi chị đẹp gái nhất là chị nói đi. Dạ thì cũng thay mặt địa phương thì cũng là xin cảm ơn của các nhà tài trợ đã cái hỗ trợ hết mình cho cái việc xây dựng nhà tình nghĩa tình thương cho cái ông Trần Văn Lạc tại khu chính phường Bình Hưng, thì cũng xin cảm ơn. Và xin cũng mong là các nhà tài trợ chúng tiếp tục là sẽ hỗ trợ cho địa phương về những cái và những nhà tình nghĩa tình thương và những cái phần quà cho các hộ nghèo khó khăn rồi trên cái địa bàn thành phố Phan Thiết. Đây. Đây ngoài bên cạnh, nếu trong một tháng nữa trong anh đây là anh chủ thầu, anh hứa hẹn với anh Mười Đức là trong vòng 25 ngày sẽ có căn nhà cho chú Lạc. Hy vọng rằng sẽ đúng tiến độ và đúng thời gian. Mặc dù bên cạnh đó là cái số tiền 92 triệu thì chắc lẽ là không đủ, nhưng mà anh sẽ quyên góp thêm những cái, anh cũng chuyên đi xây nhà từ thiện cho nên là anh cũng xin được những cái chỗ từ thiện khác chứ những nhà khác còn dư vật liệu anh trở về đây luôn. Ghi nhận một chảo tay dành cho anh ạ. Anh tên gì em không biết tên luôn á. Nói chung là em là đại diện của công ty Bảo Thịnh. Công ty Bảo Thịnh. Công ty xây dựng Bảo Thịnh thì nói chung cũng cố gắng là trước thời hạn, nói 25 ngày chứ không tới đâu. Không tới ha. Vậy là mừng cho chú Lạc sẽ sớm có căn nhà coi như là ấm cúng để trong vòng tháng 2 rồi. Trong vòng có nghĩa là trước 25 ngày. Dạ. Tôi xong mà bự đó làm thủ tục gì nữa anh nữa. Xong rồi chờ khi bộ chụp hình. Còn 5 phút cũng 4 giờ nữa. Xin chào chú Lạc. Cảm ơn. Sau khi chương trình được kết nối từ các nhà mạnh thường quân thì ngày hôm nay cũng đã kêu gọi được một cái số tiền đúng theo dự kiến của ban tổ chức, thì ngày hôm nay là cảm xúc của chú như thế nào khi chuẩn bị có một căn nhà mới? Cảm xúc rất là mừng rỡ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú gửi lời nhắn gửi đến các chương trình nhà tài trợ giúp đỡ cho nhà tôi. Cảm ơn. Chú đang rất là đang nghẹn xúc động. Cái căn nhà của chú là xây được bao nhiêu năm ở trên đây mà không có điều kiện để mình xây một căn nhà mới? 26 năm. Đã hơn nửa cuộc đời rồi, nhưng mà chú phải đi bán vé số hàng ngày để kiếm sống, cho nên là không có đủ tiền dư để có thể vừa đủ sống, cho nên là không có tiền dư để mà có thể là xây cho mình một cái căn nhà trong những lúc tuổi già thế này. Thì ngày hôm nay được sự kết nối của các mạnh thường quân thì ban tổ chức cũng đã xây được căn nhà cho chú, từ đây cũng điều hết sức là mừng. Xin được mời anh Đức có đôi lời dành cho chương trình. Đây là trưởng ban tổ chức của chương trình và cũng là người đã gợi ý để xây một căn nhà tình thương, và chú đã kết hợp với đã liên lạc với Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh, thành phố và phường Bình Hưng. Xin được mời chú.
sau khi năm qua thì có nhiều khó khăn trong cái vụ dịch xong rồi thì đến ngày hôm tả và toàn bộ anh em văn nghệ sĩ của tỉnh đã tổ chức một cái buổi họp đầu năm, họp mặt đầu năm, và trong chương trình đó có khuyến khích là kêu gọi và đầu tư và hoạt động cái nhà mạnh thường quân để góp lại xây một cái nhà tình thương trong thành phố Phan Thiết. Trong dịp này thì cái nhà Đại Lạc thì cảm nhận là thành phố Phan Thiết trước đó thành phố Phan Thiết đã cảm nhận là cái nhà này đã khảo sát rồi và đã xuống cấp đến đến độ luôn, không thể nào gọi là xuống cấp nữa mà coi như nó sụp luôn, nó sụp luôn. Dạ. Thì vậy là tiến hành hôm nay được ngày chúng ta mơ mong là cảm ơn thành phố Phan Thiết quân biết rõ tình ban tổ chức và các mạnh thường quân. Em là Phạm Xuân Phong phải không? Dạ đúng rồi chị. Nhằm chia sẻ giúp đỡ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Hôm nay Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Phan Thiết tổ chức buổi lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Trần Văn Lạc, khu phố 9, phường Bình Hưng. Đó là lý do buổi lễ ngày hôm nay ạ. Chúng ta cho một tràng vỗ tay. Về dự buổi lễ hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu, về phía tỉnh thì có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Thuận. Về phía thành phố thì có bà Lê Bích Yên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Phan Thiết. Bà Phan Thị Thân, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Phan Thiết. Về phía phường xã có ông Lương Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Hưng. Có bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Hưng. Có bà Lê Thị Hoa Trinh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Hưng. Hoa Trinh đâu? Hoa Trinh là bà. Có ông Đinh Quốc Hân, Bí thư chi bộ khu phố 9 phường Bình Hưng. Đâu đây hả? Trời ơi, nhìn không có. Và nhà tài trợ chính là nghệ sĩ không chuyên Bình Thuận. Tiếp theo chương trình tôi xin kính mời bà Lê Bích Yên, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ Phan Thiết lên các biểu. Kính thưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Thuận, kính thưa lãnh đạo địa phương, kính thưa cái đại diện nhà tài trợ là nghệ sĩ Công Chi Bình Thuận, là chỗ anh Huỳnh Văn Đức, thay mặt cho thường trực Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Phan Thiết thì mình để bữa nay để có được cái lễ khởi công công trình nhà thập đỏ cho gia đình ông Trần Lạc, thì đại diện hội thì cũng xin là cảm ơn chỗ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã kết nối cho thành hội với cái nhà tài trợ là chỗ nghệ sĩ Công Chiên để được hỗ trợ cho cái gia đình nhà ông Trần Văn Lạc. Rồi cũng xin cảm ơn là nhà tài trợ đã ủng hộ và hết sức là nhiệt huyết là đã đi khảo sát và cũng sẽ là quyết tâm là xây dựng nhà Trần Lạc, và đến nay là cũng đã tổ chức được lễ thi công. Thì qua đó thì cũng cảm ơn của địa phương là đã cũng cùng Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Phan Thiết là đi khảo sát và cũng tạo điều kiện hết mình cho công trình thi công và nhà tài trợ và Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Phan Thiết là cũng đã tiến hành được xây dựng cho nhà ông Trần Văn Lạc. Thì qua đây cũng xin cảm ơn và cảm ơn các quý nhà tài trợ đã cùng thành phố Phan Thiết để tạo điều kiện và xây dựng nhà cho cái gia đình hộ nghèo của nhà được được ấm no trong cái mùa bão mưa lũ tới. Hội xin cảm ơn. Tiếp theo thì tôi xin kính mời ông Huỳnh Văn Đức, đại diện cho nhà tài trợ, lên có đôi lời. Kính thưa các anh chị em nhà tài trợ trong hội nghệ sĩ vừa rồi, sau ngày 15 tháng giêng chúng ta họp mặt anh em đầu năm, thì trong chương trình kết nối anh em chúng ta có nhiệt tình đóng góp một số tiền nhất định gần 100 triệu để góp nhà tình thương. Và trước khi đó thì anh em ban chúng tôi cũng có
trước khi tổ chức thì cũng có đi khảo sát cái nhà, xin ý kiến việc đó để tìm được một cái nhà mà đủ thủ tục các nhà tình thương. Thì đây là cái nhà mà phường Bình Hưng đã giới thiệu cho chúng tôi, và chúng tôi đã khảo sát và có quay lên clip lúc mà chúng ta tổ chức cái trong hội nghị. Thì đây chính xác là cái nhà mà hôm trước mà chúng ta quay lên trên màn hình lấy từ đầu đó. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã thực hiện được ý nguyện của chúng ta, và rất cảm ơn anh chị em, không phải là Phan Thiết không mà tới cả Bắc Bình cũng đóng góp vô đây, như anh Minh Nhân cùng anh chị em Phan Thiết phối hợp lại và đóng góp số tiền nhất định. Và hy vọng rằng cái nhà tình thương này chúng ta làm rất nhanh, và đến ngày mà khánh thành á thì cũng sẽ mời anh em trở lại và các mang khánh thành cho cái nhà tình thương hôm nay. Thì mong rằng sau cái nhà tình thương này chúng ta sẽ còn nhiều cái nhà tình thương khác nữa. Chúng ta sẽ làm sao mà những nhà nghèo khó như thế này đây, từ từ rồi sẽ có nhà ở. Rất mong là chúng ta chung tay đóng góp nhiều hơn. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể người. Xin cảm ơn ông Huỳnh Văn Đức ạ. Tiếp theo thì tôi xin kính mời ông Lương Minh Triết là Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Hưng lên có đôi lời phát biểu cảm ơn ạ. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi rất là chân thành cảm ơn Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội chữ thập đỏ thành phố Thiết và nghệ sĩ Không Chiên Bình Thuận đã dành những cái tình cảm cũng như là vật chất rồi để hỗ trợ xây nhà cho ông Trần Văn Lạc ở khu phố 9 là hộ nghèo. Địa phương cũng rất vui mừng, từ đây chú Lạc sẽ có một cái ngôi nhà nói chung là rất khang trang và ấm cúng. Thì nhân dân địa phương cũng rất là cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ cho chú, rất chân thành cảm ơn. Đến được cái buổi lễ ngày hôm nay thì cũng có là chị Nguyễn Thị Thùy Vân là chủ tịch hội nông dân phường Bình Hưng là có một vài nhỏ cũng đã học tập cho chú Lạc. Thì xin mời chị lên ạ. Mời chú Lạc lên ạ. Món quà để làm cái gì luôn là chị cũng khánh phòng để gửi cho chú công việc ở trọ trong thời gian xây dựng nhà. Chương trình ở trọ nhà ở đây quá. Chú lại mình cũng có đôi lời cảm ơn nhà tài trợ. Bây giờ không biết nói làm sao. Xin cảm ơn hết tất cả. Dạ, buổi lễ của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin mời bên xây dựng chúng ta chuẩn bị thi công cái ngôi nhà cho chú. Mời chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, và chị Lê Bích Yên, đại diện Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phan Thiết và nhà tài trợ lên. Mời địa phương luôn là lên là đó, đúng sức đổ lên. Bây giờ được mấy ngày rồi ta? 6-8 ngày rồi. Ủa 8 ngày mà lên được nguyên cái sườn rồi hả? Nhanh chứ bộ. Bữa giờ được 8 ngày rồi mà lên được ấy rồi. Đây được một cái phòng. Họ đang khẳng trương bây giờ được 8 ngày rồi. 8 ngày mà lên gần xong cái sườn rồi. Nói chung lên xong cái sườn bây giờ tô. Theo dự kiến nữa thì tiến độ như này tầm khoảng 10 ngày nữa thì sẽ hoàn thành xong cái căn nhà cho chú Lạc tại khu phố 9 phường Bình Hưng. Và dự kiến khánh thành căn nhà sẽ vào 30 nha quý vị. 30 tháng 2 năm Quý Mão, 30 tháng 2 tức là ngày âm lịch đó, 30 âm lịch đó. Rồi 30 âm lịch nha. Kính mong quý vị mạnh thường quân hãy cùng đến chúc mừng khánh thành cho nhà mới cho chú Lạc.
Bây giờ lúc đó chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc lại với các nhà tài trợ để cùng một lần nữa chúc mừng cho chú Lạc đã có một căn nhà thật là ấm cúng. Xin được cảm ơn.